Bé chững cân rồi bé nhà em ăn cũng tốt, ăn dặm theo phương pháp tự chỉ huy à? Mình đang không biết là bé nhà bạn cụ thể là mấy tháng rồi và bé chững cân như thế nào, tức là hiện tại cân nặng của bé bao nhiêu, tăng cân của bé 3 tháng gần đây nhất như thế nào nhá. Thì ở cái giai đoạn ăn dặm thì mình đoán sẽ là bé khoảng 7 đến 12 tháng tuổi. Thì cái giai đoạn nếu mà mới ăn dặm, bé mới chững cân 1 tháng thôi thì thực ra là mình cũng chưa phải quá lo lắng đâu, mình chỉ cần phải theo dõi tiếp thôi, phải xem là bé có, đây là bé ăn cũng tốt này. Như mình nói đấy, ăn dặm tự chỉ huy, thực ra ăn dặm tự chỉ huy vào giai đoạn 7 đến 12 tháng thì mình sẽ phải quan tâm đến cái lượng sữa bé uống nữa mẹ. Thế bé uống đủ sữa hay không? Như lúc nãy mình có nói là cái giai đoạn tập ăn dặm này nó là cái giai đoạn làm quen với thức ăn thôi. Dinh dưỡng bé lấy chưa chắc đã phải là từ thức ăn đâu. Là mình cần một ý nữa là bé không biết là ví dụ tổng lượng sữa bé uống một ngày được bao nhiêu này. Vitamin D bé có được duy trì bổ sung không? Bé bú mẹ hoàn toàn hay bú sữa công thức? Nếu bú mẹ hoàn toàn thì trước đấy bé đã được bổ sung sắt từ tháng thứ tư chưa? Rồi, men vi sinh mẹ dùng cho bé đợt nào chưa? Thì có những cái ý như vậy nhá. Thì để trao đổi cụ thể hơn thì mẹ để lại bình luận cho mình, vì mình sẽ cần biết một chút về cân nặng của bé. Với cả chững cân này là tăng cân ít hay là không tăng gì nhỉ? Nếu mà tăng cân ít thì thực tế là như lúc nãy mình có nói rồi đó, khi bé càng lớn thì cái cân nặng của bé sẽ tăng càng ít cơ. Với cả đợt vừa rồi bé không biết có bé ốm gì không? Đấy, mình xem hết những cái vấn đề đấy nhá mẹ nhá.